dĩ nốt như em không? Em thì không sợ nữa rồi vì đã có cái này. Đây là máy xông đuổi muỗi của Nhật và nhà nào có con nhỏ thì ít nhất là nên có một cái. Trong một hộp các mẹ mua về thì sẽ có một thân máy xông và một lọ tinh dầu như thế này. Thao tác lắp thì rất là đơn giản nha. Bố mẹ lật thân máy lên thì sẽ có một nấc để cài lọ tinh dầu vào, sau đó cắm điện và bật nút cho sáng điện là sẽ dùng được rồi nhá. Lọ tinh dầu này thì hãng có ghi là sử dụng được trong 60 ngày, nhưng nếu sử dụng 24/7 như nhà em thì một lọ sẽ chỉ dùng được trong 1 tháng thôi. Tinh dầu này thì sẽ không có mùi và an toàn cho cả em bé. Thế nên bố mẹ yên tâm nha. Máy hoạt động thì cũng êm ru, không có tiếng và đuổi muỗi dĩn cực kỳ hiệu quả. Nhà em có cả set tinh dầu để thay thế và một set thì sẽ có 2 lọ bên trong nha. Tính ra chưa đến 100.000 một tháng mà bảo vệ sức khỏe của cả gia đình. Nhà em cắm 24/7 và thực sự là nó rất hiệu quả. Không có bất cứ một con muỗi, con dĩ nào cả. Bố mẹ muốn trải nghiệm sản phẩm thì bấm ngay vào phía dưới nhé.